Em chào tất cả các bác. Hôm nay em quay video chia sẻ một chút những cái kinh nghiệm của mình khi mà trồng cái cây lan kiếm, mà nó từ những cái cây lá sần ấy các bác, từ sần nặng các bác chuyển sang sần nhẹ. Nó có thể thành láng hay không thì nó tùy từng cây các bác. Có cây thì nó có thể thành láng được, có cây thì nó không thành láng được. Thì ở nhà em đây thì cũng trồng cũng khá nhiều những cái cây lan kiếm lá sần, Phan Chí, Xanh Hối, Vị Hoàng, Vàng Tiên Ninh, rồi thì Hoàng Tôn, cây nhiều cây như cái Thanh Thiên Vân, hay cây lô hội, một số cái lô hội nó cũng có cái có cái gọi là lá sần các bác. Thì vườn em hôm nay đây thì em sẽ quay để các bác có thể xem qua. Thì những cái cây của nhà em đây thì cái chỗ này là đều là Phan Chí sần, là em mới tách ra em trồng lại. Những cái cây này phải nuôi một thời gian nữa thì nó mới lá nó mới xanh đậm lên được, bởi vì nó có nhiều cây là nó có nhiều cây là sần rất là nặng, sần rất nặng các bác. Đây, sần rất nặng này. Thì thường những cái cây lá sần nặng thì giá nó sẽ rẻ hơn, là thứ nhất. Cái thứ hai là trông nó không đẹp thì là nó giá rất là rẻ các bác. Thì ở đây thì nó có một số những cái cây này mà em nuôi từ dạo trước, em đã thấy là nó phát triển khá là đẹp. Đương nhiên là nó tùy cây các bác nhé, nó tùy cây. Có cây thì nó dạng kiểu hên xui, em hay nói hên xui. Nhưng mà nó cũng có một số cái cây mà lá có thể nói là nó đang từ sần rất nặng, xong nó chuyển dần, xong nó xanh đậm dần, xong nó đỡ láng hơn. Nó đỡ sần hơn các bác. Nó đỡ sần thì mình trông nó đẹp hơn. Đây các bác nhìn một cái củ già này em nuôi này. Em nuôi rất là mát, lá nó sần và con nó lên khá là đẹp, khá đẹp thôi các bác nhá. Chứ còn để mà nói hết sần là rất là khó. Nó tùy cây á, có cây thì hết được sần, có cây thì không. Thì đây cây này lên mầm cũng rất đẹp này các bác. Đấy, mầm lá nó rất là đẹp. Đấy thì nó sần từ cây đời nọ sang đời kia là nó cũng có. Thế khi mà càng ngày mà mình càng tách ra thì lá nó xanh đậm, xanh đậm hơn, xanh đậm hơn, và mình bón phân cho nó thì nó sẽ đỡ hơn các bác nhá. Giá thể của nó thì em vẫn cứ trồng bằng hai loại. Một là bột dừa, một là bột dừa 100%, hai là vỏ thông 100% là chủ yếu. Còn những cái cây nào mà nó không phải ở vườn em trồng thì thường em sẽ trộn, thì nó mọi người trồng nhiều kiểu. Có người thì người ta sẽ trồng là cái giá thể là vỏ thông trộn đá bọt, có người thì trộn vỏ lạc, có người trồng lung tung, trộn lung tung, mỗi người sở thích các bạn, mỗi người sở thích. Thì đây bản thân những cái cây này nó cũng là cái cây lá sần, mẹ nó lá sần chấm đen lung tung các bạn. Đấy, nhưng mà nó được cây nọ được cái kia. Có cây thì nó rất là đẹp, đây như cây này này. Cái này nó lên thì gần như là cái tỷ lệ sần nó rất là ít, nó nhăn thôi. Lá gần như là thành láng luôn. Đây là còn những cái trắng trắng này là do bón phân các bác nhé. Đây các bác này. Lá rất là đẹp. Thì em thấy là nuôi trong mát. Và cái giá thể lúc nào cũng ẩm. Nhiều có nghĩa là giá thể lúc nào cũng ẩm và nuôi trong mát. Các bạn thì là nuôi trong mát hơn so với bình thường. Đấy, lá lên khá đẹp. Có nghĩa là qua nhiều đời, mình tách qua nhiều đời thì là nó sẽ đẹp lên thôi. Nó sẽ xanh đậm lên các bạn. Những cái lá này là nó xanh đậm lên rất nhiều này. Đây như cái lá này cũng thế. Có cây thì nó phải gọi là gọi là thành gần như là thành láng. Ví dụ như là cái cây Xanh Huế này các bác. Đây các bác này, cây Xanh Huế này. Đây là cây mẹ đây nhá, sần lung tung nhá. Nó vẫn xanh đậm nhưng mà nó sần lung tung đó. Thì cây con đây các bác thấy này, nó rất là mịn, rất là mịn và gần như là không nhìn thấy sần luôn. Gần như là không nhìn thấy sần. Đây hoặc cái lá trong này, nhìn thấy sần nhưng mà nó rất là ít các bác. Đây này, cái này em tách ra từ cái lúc mà tách ra là em để chỗ mát này luôn. Thì là nó ra như này. Lá đây các bác, cây mẹ sần luôn nhá, sần nặng luôn. Mà cây con này thì nó gần như là mịn. Nếu mà sờ trên mặt lá này là mịn tít, không sần các bác. Sờ trên cái lá này không sần luôn. Thì đấy là cái mà em thấy là nó cũng rất hiệu quả. Đó chính là các bác trồng mát hơn so với bình thường. Ví dụ bình thường các bác một lượt lưới thì những cây sần này các bác cho vào chỗ mát hơn khoảng 2 lượt lưới. Và trồng giá thể luôn luôn giữ ẩm cho nó thật là tốt các bác nhá. Thì các bác mà trồng vào những cái chỗ mát ấy thì thường thì nó sẽ lá nó sẽ mỏng, nhỏ và dài. Thì kèm vào đó thì các bác sẽ bón thêm cho em mấy cái loại phân bón mà mọi người và em cũng hay dùng. Nhưng mà hôm nay ở đây là thiếu mất một chai. Chai mới thì ở đây thiếu mất một chai là chai CALMAG là cái chai mà chai mấy cái này đều là chai mới em giới thiệu các bác để các bác tham khảo và các bác dùng thôi.
các nhá. Ví dụ như cái chai này, chai xả muối này. Đấy, cái chai này thì nó ví dụ các bác trồng những cái giá thể mà trộn lẫn đất này hoặc là trộn lẫn sỏi đá ấy, thì cần dùng cái này để cho nó đỡ vôi đi. Một cái chai Iron Zinc này. Iron Zinc này nó là cái các bác nhìn này. Các bác nhìn cái logo nó các bác biết ngay, chuyển từ lá xanh sang lá vàng. À lá vàng sang lá xanh, em xin lỗi. Lá vàng sang lá xanh thì có nghĩa là các bác bón này thì nó sẽ xanh hơn. Xanh lá hơn các bác nhá. Với những cái cây sần lá vàng hoặc là những cây sần nên bón cái này để cho từ cái lá vàng thì nó thành cái lá xanh, nó xanh hơn. Và cái CAL-MAG là cái canxi magie đấy thì là nó giúp cho cây lá nó cứng chắc khỏe hơn. Và bón cái hai chai này là cái hai chai cần thiết nhất để mà mình bón lan kiếm cho cái bọn kiếm sần này. Đây các bác nhìn từ lá vàng sang lá xanh này. Đấy. Chai này là bón kiếm là lá sần cực kỳ hợp lý luôn. Và một cái chai này là chai chống sốc amoxy. Đấy, chai chống sốc để khi mà mình tách các thứ thì mình nên bón ở cả vườn. Da rễ, kích rễ cũng nên sử dụng. Và cái này thì nó đẻ rất là tốt. Đấy, cứng lá, các bác đẻ tốt, hoa nhiều, cứng lá đẹp. Cái chai Lactofor này thì nó cũng là cái chai mà nhiều anh em chơi kiếm mà biết đến. Còn những cái chai như da rễ thì cái nào cũng dùng này. Chống sốc thì nên dùng, cái nào cũng dùng. Còn ở đây chỉ có ba cái chai, là một chai là chai CAL-MAG ấy, là giúp cứng lá, xanh lá, cứng lá, chắc khỏe. Và cái chai này chai xả muối giúp cái cây nó ăn và nó ok hơn. Và cái này là giúp chuyển từ vàng lá sang xanh lá. Tất cả những cái chai này bên em đều có bán. Bác nào mà muốn mua thì có thể là liên hệ để số điện thoại của em để mua thêm những cái này. Mua những cái cây đấy thì em sẽ quay cho các bác xem cái cây mà em cái vườn trong này của em là mới sửa này. Vườn trong này mới sửa, trước em để cái cây phan chí này là ở trong đấy. Cây phan chí chậu to này, phan chí sần này. Ngày xưa là cứ hay bày trên đôn nó đẹp. Nhưng mà từ lúc mang ra đây thì em thấy là nó hiệu quả trong một thời gian chắc khoảng tầm hơn một tháng các bác. Khoảng hơn một tháng. Cái này là em trồng lâu rồi nên là trộn bằng, ngày trước là em trộn bằng gọi là cái giá thể là bột dừa lẫn vỏ thông. Còn bây giờ là thường em trồng chăm vỏ thông thì vỏ thông size rất là nhỏ. Size nhỏ các bác nhá. Và nếu mà trồng bột dừa là bột dừa đất, còn vỏ thông là vỏ thông hết. Vỏ thông size nhỏ nhất để nó giữ ẩm tốt nhất. Còn ngày xưa em trồng như này để cho nó vừa thoáng vừa độ ẩm thì nó nghe vẻ nó hơi lôm côm. Em thấy nó không đẹp. Và em thấy là cho cái này là hợp lý này. Bón phân là phân trì các bác nhá, phân Nhật này. Đấy. Và còn cái cây này là em mới mang ra được khoảng 1 tháng các bác nhá. Thì đây các bác nhìn ở cái khúc trên này. Cái khúc trên từ đây lật lên này. Thì nó ở trong vườn trong kia là em nuôi phi điệp nó nắng hơn. Thì lá nó ngắn các bác, lá nó ngắn. Nhưng mà khi mà cho ra đây thì nó dài hơn, nó vươn dài rất là nhanh. Thì bản thân từ đây lên này, từ đây lên thì lá nó các bác thấy sần loang luôn. Sần loang luôn. Còn khi từ đây ra mang ra đây một thời gian nó dài rất là nhanh. Và cái từ phần từ đây xuống thì nó sần rất ít. Đấy, các bác thấy không ạ? Nó có sần chứ không phải là không sần, nó có sần nhưng nó rất là ít và mịn, xanh đẹp. Cái này các bác nó sẽ dài ra nhanh và nó sẽ bị sần nhẹ hơn. Thì các bác bón cái Iron Zinc và cái canxi magie để cho nó cứng lá, giúp cái lá nó chắc khỏe hơn. Đấy thì ví dụ như cái này là cái sự thay đổi trong vòng tầm một tháng trở lại đây. Thì ngoài ra thì nó cũng có nhiều cái cây mà lá xanh đậm hoặc là như cái cây xanh Huế vừa rồi cũng thế. Nhà em có nhiều cây xanh Huế đã nuôi từ trước ấy. Thì là nó rất là xanh đậm. Bản thân những cái mặt lá nó xanh đậm khi mà nuôi mát ở đây này. Nuôi mát là nó xanh đậm hơn, nuôi mát hơn so với bình thường. Còn nuôi nhiều nắng thì nó sẽ lên cái lá nó vàng hơn. Còn nuôi mát thì lá nó xanh đậm hơn các bác. Xanh đậm hơn. Và mình cảm giác là nó đỡ sần hơn thì nó sẽ đẹp các bạn. Đấy, còn những cái cây nào mà em bán mà nó sần nhiều là do là em đi mua của người ta. Thì các bác cũng nên nuôi cái cây để cho nó có thể là nó cũng là sần thì giá nó rẻ hơn, hoa như nhau. Nhưng mà mình nuôi để cho nó đỡ sần hơn. Có cây nào may thì như cái này có khi là 1-2 đợi. Có nghĩa là đời con của cây này em nghĩ là có khả năng là thành láng luôn. Xanh Huế có khả năng đời con cây này là thành láng. Còn như cái đời mẹ của nó thì nó sần rất là nặng các bác. Đời cây mẹ nó sần rất nặng lỗ chỗ luôn. Đấy, được cái mặt lá xanh thôi. Nó sần cả mặt trên mặt dưới luôn. Đấy, nhưng mà con của nó đây các bác. Con của nó lá rất là đẹp. Đấy, các bác bón thêm cái canxi magie, cái Iron Zinc và cái chai Forgen giải muối nữa. Ba chai đấy em thấy là cần thiết. Còn những cái như da rễ chống sốc thì các bác có thể là cho thêm hoặc không thì tùy các bác. Còn bón phân thì bón phân trì các bác nhá. Thì đấy là những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của em.
các bác nuôi những cây chơi hoa, các bác nuôi những khu vực nó mát một chút và bón thêm chút phân thì lá nó sẽ xanh đẹp hơn. Còn nó có thành lá hay không thì nó hên xui, có thể là thành lá, có thể là không. Thì các bác tham khảo thêm về cách trồng, cách chăm các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào video sau. Em chào tất cả các bác.